Xin chào các bạn, Tùng Chiêu đã trở lại rồi đây. Thì ngày hôm nay Tùng Chiêu sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện về những phương tiện truyền thống tại Thái Lan. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Mà Tùng Chiêu sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về sự hình thành và phát triển của taxi tại Thái Lan như thế nào ha. Và phương tiện giao thông tiếp theo mà Tùng Chiêu muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là tàu lửa tại Bangkok, Thái Lan. Và phương tiện vận chuyển truyền thống tiếp theo mà Tùng Chiêu muốn giới thiệu đến mọi người đó chính là túc túc. Túc túc được xem là biểu tượng quốc gia của Thái Lan và là một phương tiện vận chuyển vô cùng phổ biến đối với khách du lịch trong nước và ngoài nước, đặc biệt là người dân địa phương. Đến Thái Lan mà đi túc túc là một cái cảm giác rất là tuyệt vời ha.